Mới đây tại Ninh Bình, Bộ Công Thương đã công bố quyết định thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Ninh Bình và các tỉnh lân cận thực hiện thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định đây là một sự nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc tiếp tục thực hiện thuận lợi hóa, công khai và minh bạch hóa công tác quản lý nhà nước của ngành nói chung và lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng trên tinh thần hướng tới doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế, góp phần giúp doanh nghiệp và địa phương khai thác hiệu quả các cơ hội của quá trình hội nhập quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng thương mại và các mục tiêu phát triển của ngành công thương cả nước. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình trực thuộc Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, thực hiện nhiệm vụ cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO cho hàng hóa xuất khẩu, cấp giấy chứng nhận gia công hàng hóa, giấy chứng nhận xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Bộ Công Thương. Đây là phòng quản lý xuất nhập khẩu thứ 20 trong cả nước.